Thiên Chúa không để tôi cô độc, vì tôi hằng làm những điều đẹp ý người. Gioan chương 8 câu 29. Cáo phó: trong niềm tin vào Đức Kitô tử nạn và phục sinh, Đan viện Sito Thánh Mẫu An Phước kính báo Đan sĩ Maria Ferro Vân Dương Nhật Phong, sinh ngày 24 tháng 2 năm 1981, nguyên quán Quảng Trị. Vào dòng ngày 13 tháng 11 năm 2017, vào nhà tập ngày 21 tháng 8 năm 2018, khấn tạm ngày 22 tháng 8 năm 2020, 3 năm khấn dòng. Thầy đã được Chúa gọi về lúc 12 giờ 10 phút ngày 5 tháng 12 năm 2022, nhằm ngày 12 tháng 11 năm Nhâm Dần, hưởng dương 41 tuổi. Thánh lễ an táng được cử hành vào lúc 8 giờ thứ tư ngày 7 tháng 12 năm 2022 tại nguyện đường Đan viện Sito Thánh Mẫu An Phước. Sau đó linh cữu của thầy sẽ được an táng tại nghĩa trang của Đan viện. Thay mặt Đan viện, Maria Gabriel Nguyễn Văn Trinh, viện trưởng kính báo xin quý cục đoàn hiệp thông cầu nguyện cho thầy Maria Ferro mau chóng được hưởng vinh phúc nước trời. Amen. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi kênh Tin Vui Flow. Xin mời quý vị và các bạn đăng ký kênh, like, chia sẻ và bình luận góp ý. Chúng con xin ghi nhận những góp ý của quý vị để kênh ngày càng hoàn thiện hơn. Xin Chúa chúc lành trên quý vị và các bạn. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video tiếp theo.